Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 10 năm 2021, Bộ Y tế ban hành quyết định số 4800 hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện nghị quyết số 128 ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ, ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Trong đó có đưa ra 5 điểm mới, hướng dẫn về việc thực hiện xét nghiệm để thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, với nội dung cụ thể như sau. Không chỉ định xét nghiệm với việc đi lại của người dân, trừ trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa ổ dịch. Đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3, chỉ trường hợp nghi ngờ mắc bệnh hoặc có chỉ định kiểm tra dịch tễ. 2. Những người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ, thuộc diện cách ly y tế hoặc theo dõi y tế. Đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa ổ dịch. 3. Việc xét nghiệm được thực hiện theo địa bàn nguy cơ và nhóm nguy cơ. Các trường hợp có một trong các triệu chứng như sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, khó thở, mất vị giác, khứu giác, xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên định kỳ. Cơ quan y tế thực hiện xét nghiệm tại các khu vực có nguy cơ cao, tập trung đông người như cơ sở khám chữa bệnh, chợ đầu mối, bến xe, siêu thị. Các trường hợp di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người như lái xe, xe ôm, shipper. Cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, trung tâm thương mại, siêu thị, cơ quan, công sở, tự xét nghiệm ngẫu nhiên cho người lao động có nguy cơ lây nhiễm cao. 4. Xét nghiệm để xử lý ổ dịch. Địa phương quyết định đối tượng địa bàn xét nghiệm phù hợp tùy thuộc vào yếu tố nguy cơ, tình hình dịch bệnh và mức độ của ổ dịch. 5. Xét nghiệm theo phương pháp gộp mẫu trong trường hợp tầm soát, sàng lọc, định kỳ. Yêu cầu về xét nghiệm tại hướng dẫn tạm thời của Bộ Y tế vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa tạo điều kiện tối đa cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và những người đã tiêm vaccine COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh, đồng thời cũng tạo ra sự chủ động linh hoạt cho các địa phương trong quyết định xét nghiệm phù hợp để xử lý ổ dịch.